Kính thưa cư sĩ Phúc Trí, cho con hỏi một câu như sau. Mẹ con đã đi lễ chùa, niệm Phật nhiều năm và cũng thờ Phật tại nhà. Mẹ con mới biết đến pháp môn niệm Phật hộ niệm. Bà có đi chùa mấy lần, bà cũng nói với con là muốn được hộ niệm. Do các con của mẹ con không phải ai cũng tin vào Phật Pháp. Mẹ con có 6 người con ạ. Tuy nhiên mẹ con muốn được hộ niệm nhưng mẹ con vẫn chưa họp bàn với các con để nói ra tâm nguyện của mình với các con là mẹ muốn được mời ban hộ niệm. Vậy con xin cư sĩ cho mẹ con một lời khuyên, mẹ con nên làm gì để mẹ con được hộ niệm lúc cuối đời và để khi hết báo thân này mẹ con có phước phần vãng sinh Tây Phương Cực Lạc ạ. Con tri ân cư sĩ ạ. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, con kính bạch trên chư tôn đức tăng ni từ bi tham gia chứng minh. Con kính thưa toàn thể quý Phật tử, nếu như một người mà đã học pháp môn niệm Phật, đã biết niệm Phật ấy, một người mà khi biết đến cái phương pháp niệm Phật cũng như là hộ niệm ấy, mà thực sự quyết cầu sinh Tây Phương Cực Lạc, thì con dám chắc rằng không ai là không chuẩn bị cái việc mà hộ niệm. Vì nếu như mà ta gặp được pháp môn này ấy, như lời tổ trong chư tổ trong Tịnh Độ Tông có nói, nếu như hành giả tu niệm Phật và tổ chức hộ niệm khéo léo cho nhau thì vạn người tu, vạn người vãng sinh tịnh độ, chẳng sót một ai. Vậy nếu như mình còn chần chừ, mình do dự, chưa muốn mời ban hộ niệm, có nghĩa là tâm để thoát khỏi sinh tử luân hồi chưa phải là mạnh, mà tâm chưa mạnh thì chắc chắn ngày ra đi gặp chướng nạn. Khi đã biết được là hộ niệm nó tốt mà vẫn ỷ y, có nghĩa là người này chưa phải thực sự là muốn vãng sinh. Miệng thì muốn nói vãng sinh nhưng thực chất là chưa muốn rời cõi này. Vì con xin thưa với cụ, chắc là cụ chưa tìm hiểu kỹ là tại sao phải hộ niệm sớm. Cụ có dám chắc rằng ngày ra đi của cụ, cụ có vượt qua được chướng ngại, con chưa cần nói là nghiệp chướng mình tạo nhé, cái ách nạn của oán thân trái chủ. Oán thân trái chủ chắc cụ là người chưa tìm hiểu. Chứ nếu tìm hiểu rồi thì ai cũng muốn được hộ niệm sớm. Giống như chúng ta hôm nay còn khỏe, còn đi lại được nên ngày ngày tham gia cộng tu chính là đang được hộ niệm đấy. Thì cái người mà không thể đi cộng tu được thì nên hộ niệm sớm để gỡ giải, hóa giải những cái vấn đề về oán thân trái chủ. Vì chúng ta phải hiểu cái nợ sinh mạng ấy của chúng sinh nhiều đời nhiều kiếp ấy, là nó kinh khủng lắm. Vì ngày chúng ta nằm xuống ấy, có ai dám đảm bảo cho con rằng là đau khổ vượt được không? Đại lão Hòa thượng Ân Sư có nói một câu rằng là nếu như oán thân trái chủ mà không tha, với tâm lực mà mạnh mà vượt qua được sự đau khổ thì vẫn vãng sinh được. Nhưng đa phần phàm phu lúc cuối đời ra đi thì như lời Phật dạy ấy, là trong 20 cái khó, cái khó cuối cùng là bỏ thân mạng là khó. Cái khó mà bỏ thân mạng là vô cùng khó. Nên chính vì vậy mà Đại lão Hòa thượng Ân Sư nói rằng là nếu oán thân trái chủ không tha thì lúc ra đi họ làm cho thân thể bức bách đau khổ đến tột độ sợ rằng không niệm được. Vậy chắc là bà chưa, cụ đấy chắc chưa đến cái giai đoạn là đau khổ đến cùng cực như vậy, nên vẫn còn ỷ y thôi. Nên hộ niệm sớm chính là gỡ giải chư vị pháp giới hữu duyên.
để họ từ bi dần dần họ mới tha cho, chứ không phải là một ngày hai ngày đến mà họ tha đâu. Vậy giống như chúng ta hôm nay đi cộng tu niệm Phật hàng ngày hàng tuần chính là hồi hướng công đức cho oán thân trái chủ. Như Đại Lão Hòa Thượng Ân Sư có nói rằng gì? Đây là cách để giúp, để xoa dịu cái nỗi đau mà chư vị Pháp giới mình đã nợ thân mạng của họ. Thì đến ngày cuối đời ấy, mình mới an toàn, mới nhẹ nhàng hơn một chút. Vậy cụ có đi chùa, có tụng kinh, nhưng chắc chắn rằng chưa nghiên cứu về phương pháp hộ niệm rồi. Nên chính vì vậy mà cái ách nạn oán thân trái chủ của cụ ấy, cuối đời thì cụ phải cẩn thận đấy, là cái thứ nhất. Thứ hai là hộ niệm sớm. Nhiều người nghĩ rằng là do hộ niệm sớm tưởng là cầu chết. Không phải, hộ niệm sớm không phải là cầu cho chết. Muốn đi sớm một ngày không được đâu ạ. Muốn đi muộn một ngày cũng không xong. Phải có ngày giờ năm tháng đến ta mới đi được. Vậy nhưng vì hộ niệm sớm thì những người đến hộ niệm là đến hướng dẫn cụ làm theo lời Phật dạy, thực hiện được tín, nguyện, hạnh và cái sự buông xả, làm cho cụ gì? Tăng thêm được cái phúc báu. Mà tăng được phúc báu bao nhiêu thì sự đau khổ ngày ra đi nó giảm đi bấy nhiêu. Tăng được phúc báu bao nhiêu thì ngày ra đi của cụ tỉnh táo, sáng suốt được bấy nhiêu. Tăng được phúc báu thì ngày ra đi của cụ đỡ rầm rề trên giường bấy nhiêu. Con xin thưa, nếu như cụ phải nằm trên giường một năm, thay vì được hộ niệm sớm thì cụ nằm trên giường, nếu lòng tin tha thiết, có thể cụ chỉ nằm trên giường một tuần đến một tháng, còn 11 tháng cụ vẫn đi lại. Còn nếu không hộ niệm sớm thì nhân quả trong đời trước nó vẫn còn nguyên ở đấy, thì nằm một năm và vẫn nằm một năm mà thôi. Vậy vì là cụ chưa hiểu cái tầm quan trọng của cái việc là hộ niệm sớm, nên nhiều người không hiểu, tưởng là hộ niệm sớm là cầu nó chết, nên rất sợ hộ niệm sớm. Con cũng mong rằng đại chúng hôm nay đến hộ niệm cho con ngay từ bây giờ càng tốt. Là vì sao ạ? Là vì hộ niệm nó là bổ khuyết cho những gì trong đời mình tu còn vướng mắc, còn thiếu sót. Chứ không phải cả đời mình đi tu, mình chưa phải là thánh, nên mình còn nhiều điều sai. Nên ban hộ niệm là người hướng dẫn, nhắc nhở, gỡ rối. Nếu như để đến lúc mà yếu quá rồi, mệt quá rồi, thì xin thưa rằng nói một hai câu là không muốn nghe nữa. Lúc đó thì gỡ cái gì đấy? Không gỡ được cái gì cả. Mà đã không gỡ được mà lâm chung thì không thể vãng sinh. Đại Lão Hòa Thượng Ân Sư có nói rằng là gì? Lúc lâm chung mà không buông được thì không vãng sinh. Nên chính vì vậy mà Ngài mới dặn mình là ngày ngày phải nghe để hiểu, để tập buông, lúc ra đi mình mới buông được. Vậy nếu như không hộ niệm sớm, đến lúc yếu mệt mà mới đến khai giải hướng dẫn, e rằng là không còn kịp nữa. Nên Thầy Dư Âm nói là vậy mời hộ niệm từ khi nào? Thì Thầy nói là hộ niệm ngay từ bây giờ. Vậy con mong cụ phải hiểu được để tầm quan trọng của việc là mời hộ niệm sớm. Còn nếu cụ hiểu, cụ biết, có nghĩa là cụ vẫn còn ỷ y với cái sự sinh tử luân hồi. Cụ nghĩ rằng là một lần sinh ra, một lần chết đi, nó đơn giản vậy sao? Phật dạy là một lần sinh ra, một lần chết đi, gọi là sinh tử bề lao. Có là sinh tử mệt nhọc. Có nghĩa là một lần sinh ra và chết đi nó khổ đến mức mà Phật nói là không thể tưởng tượng được. Vậy chẳng nhẽ lại muốn là ỷ y sang đời sau lại tiếp tục lại sinh ra, xong rồi lại chết đi sao? Đời này có được thân người, gặp được Phật Pháp, nghe được danh hiệu Phật mà biết được cái pháp môn hộ niệm, thì xin thưa với tất cả các quý Phật tử rằng tất cả nhân duyên đã hội tụ chín mùi, không còn một cái nhân duyên gì trong pháp giới có thể hơn được cái nhân duyên này đâu. Hòa Thượng nói nhân duyên này chính là cái nhân duyên để cho đời này mình phải đi làm Phật rồi. Vậy nếu hôm nay cụ không muốn đi làm Phật mà cụ vẫn muốn làm phàm phu, phải chịu cái sinh tử khổ đau ấy,
thì cụ cứ từ từ các mời ban hộ niệm. Còn nếu hôm nay cụ hiểu ra, cụ muốn được là gì? Đi về Tây Phương thân cận Phật A Di Đà, vãng sinh thành Phật ngay một đời này, thì cụ nên bàn bạc con cháu, người thân đưa ra gì? Cái lời là mong muốn thỉnh cầu ban hộ niệm cho cụ đi. Chứ đừng để đến lúc mà gần rồi, già rồi, yếu quá rồi, đã 90 rồi, thì làm sao còn kịp nữa cụ. Vậy bây giờ về cụ, ít nhất phải nói là cái tâm nguyện của mình đi. Bây giờ còn kịp thời, chứ đến lúc mà yếu yếu một tí nữa nói ra cái tâm nguyện của mình ấy, mà con cái lại không ủng hộ giúp đỡ thì cụ tu sao kịp nữa. Bây giờ còn khỏe, nói ra xem con cái nó có ủng hộ không. Nếu nó không ủng hộ còn suốt ngày đêm còn niệm được, còn kịp đấy ạ. Có khi còn chẳng kịp chứ đừng nói là. Nếu bây giờ về nhà bàn bạc nói chuyện con cái, nếu con cái nó không ủng hộ thì còn ra sức ngày đêm niệm mấy năm có thể là ngon lành. Nhưng đến lúc gần ngáp ngáp bắt đầu bảo con cái, lúc đấy nó không ủng hộ thì sân cái tắt thở chết đòn. Đi về đâu ạ? Ác đạo mà. Nên tất cả những gì chúng ta nên cần nói con cái trước thì nên nói đi, để biết đường mà lường trước. Không là lúc mà gần đến nơi với lường trước là không ăn thua đâu. Ấn Quang Đại Sư có nói là gì? Là cần phải nói là cái sự lợi hại của cái việc mà hộ niệm lâm chung được hộ niệm, để cho con cái biết được cái lợi hại, để mà biết đường mà làm, ít nhất trong đời phải nói một lần. Vậy hôm nay con mong cụ về, nếu như thực sự muốn đời này thoát khỏi khổ đau sinh tử luân hồi thì về nhà nói chuyện với con cái trước đi, để biết đường mà lường trước. Không nghỉ lúc đấy là chạy không kịp đâu cụ nhá. Đêm nay đừng nghỉ y nữa ạ. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Thay mặt toàn thể đại chúng, chúng con xin thành kính tri ân cư sĩ Phúc Trí ạ.